Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Và hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em một cái bộ ghép rất là độc đáo, rất là tuyệt vời. Cặp loa thì đã có clip giới thiệu cũng như đã test nhiều lần. Tuy nhiên hôm nay là một con âm ly nhỏ nhất thế giới và cũng là độc đáo, độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Nó thuộc về hàng sưu tầm, mặc dù nó nhỏ và rẻ tiền nữa nè, đó có vài triệu đồng thôi nè, nhưng mà nó rất hay, thật sự là như vậy. Đây Khôi đang ghép với cặp loa Modern Sud ha, cặp loa Modern Sud 902i, nhưng mà nó đến rất hay như này, có vài triệu đồng thôi ha. Rồi bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần lên phòng xem. Thì Khôi đã tháo luôn cái nắp đó rồi nè, nó là nắp sắt ha, có nắp rất là độc đáo luôn nè, ốc zin luôn anh em nha. Vỏ zin kia có sơn tút luôn nha. Đây này. Đó, bên này bên hông nó có bị hoen, chưa chùi luôn anh em. Chưa chùi luôn nha. Đó. Rồi, đây. Nó là âm ly Canai anh em nhé. Canai. Canai này, đây này. Mô đây của nó là 400B này. Con này được ví như là âm ly đèn đây ha. Đây. Đây. Con xin phép mở nhỏ lại tí nha để mình cùng xin nghe được cái mình những cái phần giới thiệu của Khôi. Thì con này là mị nồi nè, toàn bộ nó sử dụng tù giấy này nè, này tù giấy và tù này là tù trong âm ly đèn, nhiều sử dụng nhiều trong âm ly đèn nên chất âm nó được gọi là đèn này nè, 1, 2, 3 này. Con này là xuất âm tổ này, tù giấy nha, rất là độc đáo. Ở trên này nó có ghi cái gì đây này, của hãng Alice Radio, là hãng Canai, tem của hãng Canai nha. Rồi cùng hai cái tù công suất cũng là tù giấy luôn nè, rất độc đáo luôn ha. Đây hai cái bao công suất này được ráp bằng tay nè, mật vẽ bằng tay nha, anh em còn nhìn nè. Hình như là không có gì có thấy dấu vẽ mật luôn nè, toàn bộ là hàn bằng chì luôn anh em nha, độ bằng chì luôn á nha, em thấy không? Không, bao này không có vẽ bằng vẽ mật luôn, nên đây là dùng ráp tay rất là cổ. Theo các cái thông số thông tin của tìm hiểu thì nó là được ra đời vào những cái thập niên 1950 nè, 50-55 thôi ha. Nên đây là một con âm ly cực cổ luôn, cực cổ ha. Đó, anh em cùng xem này. Đây, con này chạy bấm con sò này, rất độc đáo luôn này. Thật sự là mình chưa bao giờ gặp luôn, em thấy không? Bốn con sò này, 1, 2, 3, 4 này. Đó, lần đầu tiên trong đời anh em bán 10 audio 10 năm, bán cả hàng triệu con âm ly, hôm nay mới thấy con sò này. Đó, nên nó cho chất âm rất hay, rất độc đáo luôn. Đó. Ok ha. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, anh em cùng xem kỹ ha. Mặt mũi rất là đẹp luôn ha, thật sự là đẹp. Cái này là màu gold anh em nha, màu vàng á, vàng chanh á ha. Các cái núm zin luôn anh em nè. Núm cũng vậy, chưa có bị hé nổ luôn nha. Con này là con chưa lau chùi nhưng mà nó hát hò rồi. Tuyệt vời rồi, nên có để vậy luôn ha. Đó. Thì đánh với cặp loa này nè, cùng là cặp loa khổ nha, 100W chứ không nhỏ đâu. Nhưng mà vẫn hát tốt ha. Mong được con bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Rồi ok. Thì thật ra cái hôm qua giờ thì Khôi cũng đã test với vài cặp loa để mình trải nghiệm với em. Vì cái con này nói thật với anh em là mình mua về là mình thích nó nên mình phải mua nó về, mục đích là cũng muốn được nghe thử xem cái hàng này họ làm một con âm ly nhỏ để làm gì nha, nên là thật sự là cũng rất là ấn tượng đó. Rồi ok, bây giờ thì Khôi sẽ test thử một cái ca khúc hoàn chỉnh acoustic Phương Phương Thảo, ca khúc rất quen thuộc, thì anh em nghe và cảm nhận thử so với những con âm ly lớn nha, những cái clip trước Khôi test thì nó sẽ như thế nào ha. Rồi giá là rất là yên tâm anh em ha, rất yên tâm. Rồi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi.
ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đêm kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Chẳng xa, nhưng vì tôi ngại đến đứng xa, thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao vơi lên. Bao ngày thơ đã qua, chỉ là dĩ vãng. Đẹp đối với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa. Khôi vừa test thử nè, đến với một cặp loa anh thuộc dàn loa high end và khó tính, nhưng mà vẫn rất là ngọt ngào luôn anh em. Thì không có loa nào mà không đánh được ha. Đặc biệt là những ai mà thích chơi đồ cổ, những cái loa cổ thì khỏi phải nói rồi. Đặc biệt là đánh acoustic là tuyệt vời.
AR4 cũng đã được, cô đã thử AR4 rồi nè, công suất rất tốt anh em nha. Đó thì có một cái là nó nhỏ thôi, nhưng mà cái món này thuộc về sưu tầm, thì hơi khẳng định với anh em đây là một con âm ly nhỏ nhất thế giới và độc nhất vô nhị tại Việt Nam, và đặc biệt là trên thị trường không thấy luôn anh em nha. Nên là những ai yêu thích sự độc đáo, thích làm mình độc nhất vô nhị thì hãy sở hữu ngay con âm ly này nhé. Rồi vỏ sắt zin cũng chưa sơn tút luôn anh em. Nguyên bản nó như vậy, được đánh giá là khá đẹp cho một con âm ly sinh năm 1955-56 này anh em nhé, đã hơn 70 năm rồi. Cảm ơn em lần nữa. Thì đây là con âm ly sưu tầm. Đó, mức giá khôi ship về còn chi phí các thứ thì nó là 6.500.000. Anh em chuyển khoản đủ, khôi vẫn bao ship tận nơi. Còn nếu mà ship code và COD thì anh em chuyển khoản trước cho khôi 30%, phần còn lại một điện thu hộ nhé. Ở Sài Gòn thì bao ship tận nhà vì không phải đóng hàng. Rồi, cảm ơn tất cả và rất mong tất cả mọi người sẽ đăng ký kênh, like bài cũng như bật chuông để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mà khôi sẽ đăng tải ngay. Cặp loa thì khôi đã báo giá ở clip trước rồi anh em, 6.500.000. Nếu mà anh em thấy hay thì có thể bê cả bộ ha, mua cả bộ khôi sẽ bao ship tận nơi luôn. Cả bộ 6.500.000 cộng 7.500.000 là 13.000.000 anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.